Vào rạng sáng ngày 26 tháng 5, một đám cháy đã bùng phát tại chi nhánh ngân hàng tọa lạc trên đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Tuy nhiên, do cửa cuốn bằng sắt lại bị mất điện nên không mở được cửa. Vì thế, lực lượng chữa cháy phải mất rất nhiều thời gian để phá cửa mới đưa nước vào được bên trong. Qua hơn 2 giờ cứu chữa, đám cháy mới được dập tắt. Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy đám cháy xuất phát từ trụ ATM đặt phía trước ngân hàng, sau đó cháy lan vào tầng trệt và các tầng trên. Ước tính thiệt hại tài sản theo thống kê ban đầu khoảng 5 tỷ đồng. Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy nguyên nhân vụ cháy được xác định do một người đàn ông vào buồng ATM lấy giấy trong thùng đựng rác ra đốt, sau đó để thùng rác lên máy ATM làm cháy lan. Từ những thông tin, hình ảnh đối tượng này, lực lượng công an thành phố Rạch Giá đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra, truy bắt thủ phạm. Đến trưa nay, nghi phạm LTH sinh năm 1975 đã bị bắt. Người này hiện bị bệnh tâm thần, bỏ nhà đi lang thang.